suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Phật về tươi sáng muôn nhà, câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Sư Thích Ca Mâu Phật, chúng con cung thỉnh đại đức nhân sư niệm Phật hồng danh bổn sư ba lần cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh đại đức nhân sư khởi niệm. Kính đại chúng niệm Phật. Nam mô
Chư Phật, chúng con cung thỉnh Đại Đức Nhẫn Sư an tọa, toàn thể đạo tràng của chúng ta đồng an tọa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con ngưỡng bái bạch Đại Đức Nhẫn Sư. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, đạo tràng, bác huynh trai, tu một ngày tại Bổn Tự chùa Pháp Quang, ấp 3A, xã Tân Phong, thị xã Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. Ban tổ chức chúng tôi cũng giới thiệu Đại Đức Nhẫn Sư trước đạo tràng, quý vị nam nữ Phật tử, trước pháp tòa. Chúng tôi được cung kính giới thiệu là Đại Đức Thích Đức Dũng, hiện là ủy viên dẫn sư đoàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại Đức hiện đang chú xứ tại chùa Giác Sanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức cũng với ban tổ chức của chúng tôi ở đây, như là từ đường xa, từ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng Đại Đức về đây cùng đạo tràng của chúng ta tu một ngày và có một buổi pháp thoại gửi đến toàn thể đạo tràng, quý vị nam nữ Phật tử. Dỗ gần biết Phật sự của Đại Đức rất là đa đoan, rất là nhiều, nhưng mà Đại Đức cũng quan hỷ nhận lời thỉnh cầu của Đại Đức chủ trì cũng như ban tổ chức phá tu bác con trai một ngày. Đại Đức cũng quan hỷ cái tình thâm như tình nghĩa, tình pháp lữ, mà tình huynh đệ mà Đại Đức tất cả ở nơi đâu để hoằng pháp lợi sanh, mỗi phá Đại Đức cũng về Bổn Tự của chúng ta, về đây gắn bó niệm Phật. Nhưng có những thời pháp thoại Phật pháp sẽ hướng dẫn quý Phật tử để hiểu sâu hơn. Vậy giờ này đạo tràng của chúng con đã trai nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Nhẫn Sư có buổi pháp thoại chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được ngưỡng vọng về Đức Thế Tôn. Ngài đã 49 năm dân du thuyết pháp độ sinh, làm cho chánh pháp khắp muôn nơi được lan tỏa về giáo lý của Ngài. Và chính những điều ấy đã đem lại cho sự lợi lạc và giải thoát, đem lại sự an ổn trên bước đường tu học của chư liệt quý vị cũng như tất cả chúng sanh. Hello. Chúng Hello. Con xin được ngưỡng vọng về chư lịch đại tổ sư tiền bối Khai Sơn Tào Từ Du Quá Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thiện Nhẫn chủ trì nơi pháp quan tự này, đã hoan hỷ tạo điều kiện để cho chúng tôi hàng tháng lại có một cái nhân duyên về gặp gỡ để trao đổi cũng như chia sẻ Phật pháp đến với hàng Phật tử của chúng ta trong ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên xin trân trọng gửi đến toàn thể liệt quý vị, chúc cho quý vị sức khỏe, thân tâm an lạc và có một ngày thính pháp được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay quý Phật tử khỏe không? Hôm mấy em nhỏ ngồi sau có đi bão không? Có đi căng cờ rồi đi đánh trống rồi đó. Việt Nam đá với đội Myanmar đó. Thì xin thưa quý vị, lúc ấy chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh thì
thì theo như hàng tháng là chúng tôi trở về đây để có một buổi giảng Phật pháp với liệt quý vị. Thì chúng tôi đi 10 giờ 6 giờ sáng đó thì chúng tôi mới tới đây. Do vì đại chúng cũng như cái tuổi trẻ nè đi bão cho nên hầu như là bị kẹt cứng hết, cho nên từ chỗ đường bến xe của đường Thái Phiên đó mà đi ra tới bến xe miền Tây đó là mất khoảng hơn 2 tiếng, gần 2 tiếng. Thì kính thưa liệt quý vị, chúng tôi nói chúng ta sống trên đời này đó là chúng ta có một thái độ để chúng ta lựa chọn A Di Đà Phật, nghĩa là chúng ta lựa chọn cho mình một cách tốt nhất. Chẳng hạn như hôm nay đó quý Phật tử đi đến chùa, chúng ta cũng chọn cho mình một cái thái độ tốt nhất, đó là chúng ta đến chùa với mục đích để học Phật. Và trên phương diện khác tôi muốn nói đó, tức là sống trên cuộc đời này người ta thường là nhìn những cái hiện tại và không nhìn về phía tương lai. Chẳng hạn như ở đây có mấy em nhỏ đó, thầy có thể trao đổi chút xíu thế này. Bởi vì sao thầy nói sống trên đời này là một thái độ lựa chọn? Chẳng hạn như tất cả đều là những niềm vui. Chẳng hạn như bóng đá diễn ra thì có nhiều người xem, đây xem như là một niềm vui. Nhưng đối với thái độ của chúng ta phải có thái độ lựa chọn. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta vui mà vui theo kiểu thái quá đấy quý vị, thì chúng ta đua xe phải không? Chạy xe. Nhiều người như thế nó làm kẹt đường. Đây là một vấn nạn và mức độ rủi ro nó xảy ra rất cao. Nếu như chúng ta biết vui mà vui trong đạo giải thoát thì nó lại càng thích thú hơn biết mấy. Chẳng hạn như giờ mình cũng thấy là bóng đá diễn ra là một niềm vui và có những người vui quá gọi là đam mê. Thì thôi giờ chúng ta có thể ở nhà và chúng ta đem dĩa bánh hoặc là đem vài ly nước ra chúng ta uống. Như vậy thì chúng ta cũng cộng hưởng được cái niềm vui đó, nhưng mà mức độ rủi ro chúng ta không có quý vị. Còn nếu như chúng ta vui theo kiểu thái quá mà chúng ta chạy xe ra đường đó, đua xe hoặc là làm cho cái niềm vui của mình nó cộng hưởng lên thì mức độ rủi ro diễn ra rất cao. Cho nên đối với tuổi trẻ đó là nó có những yếu tố sau đây. Tức là một là chúng ta nên chọn cho mình cái mục đích và lý tưởng tốt. Tại vì nếu như mình không có mục đích, không có lý tưởng thì cái vấn đề học tập hoặc là trong cái hướng nghiệp của mình nó sẽ bị mai một. Điều đó là yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai, các con nên lựa chọn một cách tốt nhất, đó là nên vâng lời cha mẹ và vâng lời thầy cô. Đó là cái yếu tố chọn lựa thứ hai. Và cái thứ ba nữa đó là mình phải năng nổ, mình phải cố gắng học tập thật giỏi. Vì tuổi các con đó là tuổi chưa đạt mức độ gọi là tuổi trưởng thành. Ở trong Lão Nho đó thì người ta nói đó, cái tuổi mà trưởng thành đó là tam thập di lặc, tam thập di lập, nghĩa là 30 tuổi mới trưởng thành chứ không phải 18 tuổi trưởng thành đâu, các con đừng lầm tưởng. Nên do đó mà chúng ta cần phải học và chúng ta không nên vui thái quá. Đó là ba yếu tố để cho con chọn lựa. Và thưa quý Phật tử thân mến, thì thầy nói thêm một chút xíu nữa về sống trên cuộc đời này, tại sao chúng ta có thái độ chọn lựa. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình đến chùa Pháp Quang, mình phải chọn con đường nào nhanh nhất để đi đến chùa, đó là thái độ lựa chọn. Và mình đi đến chùa hôm nay, mình phải chọn ra cái chiếc áo nào mặc để cho nó vừa dặn, hôm nay đã tới đến, để tới đến chùa Pháp Quang. Đó là yếu tố lựa chọn. Và thêm cái nữa đó, ta lựa chọn cái yếu tố thích nhất và hợp nhất với thời đại diễn ra. Vì thời đại chúng ta bây giờ là thời đại 4.0, nên quý vị nhớ rằng điều đó.
Cho nên chúng ta lựa chọn cái cách tốt nhất, mà đó cũng chính là lý tưởng và mục đích của mình. Nếu như chúng ta lựa chọn một cách tốt nhất để chúng ta đến chùa, thì cái yếu tố đạt được đó là chúng ta đem lại sự an lạc. Vì đây là cái nền tảng, vì đây là cái đạo đức. Và quý vị thấy tất cả trên thế gian này, tất cả điều mà chúng ta mong muốn đạt được đó là do mình và do sự đam mê học hỏi, do vì chúng ta đam mê nghe pháp, đam mê học hỏi, đọc sách, học tập và tu tập, thì đó là cái yếu tố chọn lựa nhất của chúng ta, hay nhất của chúng ta. Và cuộc đời này chúng ta thấy đó, chỉ có Đức Phật chúng ta đó là Ngài đã đủ trình độ và đã lựa chọn một cái con đường tốt nhất. Đó là gì? Đó là Ngài dấn thân xuất gia tìm đạo. Và chính vì Ngài xuất gia tìm đạo cho nên hôm nay chúng ta mới có được giáo lý, và dựa trên nền tảng giáo lý đó mà để chúng ta tu học, đem lại sự chánh kiến, đem lại sự an lạc. Và cũng chính vì Thái tử Tất Đạt Đa đó là Ngài lựa chọn cho mình một cái con đường tốt nhất để Ngài thị hiện ở xuống cái cõi Ta Bà này, với mục đích của Ngài là nhằm làm cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ bày cái tri kiến cho chúng sanh thấy biết để mà tu tập theo như Kinh Pháp Hoa. Thì khi mà một vị giáo chủ đó mà muốn đem lại sự an lạc và niềm tin cho đại chúng cũng như là cho tín đồ, thì trước tiên là người phải mô phạm, là bậc mô phạm. Cho nên trong các vị giáo chủ ở trên thế giới lúc bây giờ, thì các vị đó mà để cho làm cái chánh pháp, làm cho cái kết quả của mình sáng lạng, thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã lựa chọn một cái con đường tốt nhất, Ngài đã tự tu và tự đắc thành chánh giác, và giáo lý của Ngài thể hiện trên cái quá trình học tập cũng như sự tu tập của Ngài từ lúc đản sinh cho đến lúc thành đạo. Thì kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta học giáo lý của Ngài mà chúng ta không hiểu về Ngài thì chúng ta còn phiếm diện. Do đó mà chúng ta học giáo lý của Ngài thì chúng ta phải hiểu về cuộc đời của Ngài. Và chính vì chúng ta hiểu cuộc đời của Ngài, do đó chúng ta dễ dàng chúng ta nhận thức và tu tập theo cái lộ trình tiến bước, cũng như là chúng ta thừa hưởng được cái giáo pháp của Ngài. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây là chúng ta cũng thừa hưởng được cái giáo pháp của Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì Tăng đó là người thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật, và cái giáo pháp này đem đi lưu bố khắp nơi, làm cho chánh pháp có mặt ở tại muôn nơi, làm cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Điều đó là chúng ta làm theo cái lộ trình và tu tập mà Đức Phật đã chỉ dạy. Như vậy thì chúng ta học theo giáo lý của Ngài là chúng ta phải biết về cuộc đời của Ngài. Do đó mà theo lời chỉ dạy của Thượng Tọa Thích Thiện Nhẫn đó, thì thông qua chúng tôi đó, tức là chúng ta học ở trong 10 bài giáo lý Phật học phổ thông, tức là bài từ bài Đạo Phật cho tới bài Thập Thiện. Chắc thầy nhớ chắc là bài Thập Thiện là bài 10 bài, thì chúng ta sẽ tổ chức một lần thi cho quý vị. Do đó mà chúng tôi cũng hoan hỷ với cái cách trao đổi của thầy Thiện Nhẫn. Và hôm nay thì chủ đề xin gửi đến quý vị đó là sự đản sanh và xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, hay gọi là lược sử về sự đản sanh và xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý Phật tử, thì chúng ta nói đến cái sự đản sanh á, thì chỉ cho một cái bậc tôn quý, chỉ cho một vị Phật ra đời. Cho nên khi mình nói đến á,
nói đến từ đản sanh hay là thị hiện hay là giáng sinh thì ba cái chữ này nó đều là một nghĩa. Chẳng hạn như ta nói đản sinh á, tức là đản sinh là sự vui vẻ, sự ra đời, là có mặt đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Và cái sự thị hiện đó, tức là thay vì á, là Đức Phật á, thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này như là một vị Phật, thì chúng sanh á, nhìn vào con mắt thịt á, là chúng sanh không hiểu, không biết. Cho nên Đức Phật phải thị hiện ra bằng một con người bình thường, bằng xương, bằng thịt, để cho chúng ta nhìn và chúng ta hiểu. Và cái sự giáng sinh á, tức là chỉ cho một cái nơi cao hơn, một cái cõi cao hơn để giáng xuống, từ hay là nói từ trên cao để giáng xuống để hóa độ chúng sanh. Thì ba cái ý nghĩa này đều là ba cái chữ khác nhau nhưng chung quy là một cái nghĩa, quý vị. Thị hiện là chỉ cho một bậc cao quý, đản sanh là sự ra đời của một bậc tôn quý, làm cho đến với tất cả mọi người an vui. Và sự giáng sinh tức là từ một nơi cao mà giáng sinh xuống chỗ thấp. Nếu như chúng ta hiểu đó, chẳng hạn như một con người đi ra đời, vừa ra đời thì người ta nói sao, quý vị? Ta nói đầu thai lên, phải không? Ta nói đầu thai. Thì mình nói cái chữ đầu thai có nghĩa là hàm ý nó khác với cái nghĩa giáng sinh hoặc là thị hiện, vân vân. Chẳng hạn như mình nói chào đời đi, chào đời thì cũng là cái con người bình thường, hoặc là đầu thai cũng là bình thường. Thì chúng ta, tất cả mọi chúng ta là chúng sinh đều là mang với hàm ý là ra đời hoặc là đầu thai. Thì đầu thai này đó là chỉ cho cái nghiệp đó, quý vị, chỉ cho cái nghiệp. Hãy là chúng sinh á, thì còn nói đến cái nghiệp lực và còn nói đến cái chủng tử. Chẳng hạn như mình sinh ra đời do gì nghiệp lực ha, mà thắt sinh lên. Còn một vị Phật á, do gì cái nhân duyên, do gì đó là một bậc ở trên cao giáng xuống để cái nguyện lực để gì hóa độ chúng sanh. Sau khi hạnh nguyện đã làm xong thì các ngài thâu thần thị tịch, quý vị. Thế gian thì người ta gọi là chết á, thế gian người ta gọi, thí dụ như người đó vừa qua đời thì người ta gọi là chết hoặc là từ trần vậy đó. Còn những bậc tu hành hay là một vị Bồ Tát, một vị Phật thì gọi là thị tịch hoặc là nhập niết bàn, quý vị. Thì thầy nói cho quý vị dễ hiểu. Thì một vị Phật là một bậc gọi là tôn quý. Thì khi đó ngài thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này nhằm mục đích là hóa độ chúng sanh. Sau khi tất cả các ngài đã làm xong với cái nhiệm vụ của mình rồi đó, thì thâu thần thị tịch hoặc là nhập niết bàn, kính thưa quý vị. Thì để tìm hiểu về cái sự đản sanh thì thầy xin nói qua cái dòng tộc của Thích Ca Mâu Ni, cũng như cái hoàn cảnh, cũng như cái lịch sử. Như là thì quý vị biết đó, một vị Bồ Tát hộ minh ngự trên cung trời Đâu Xuất, lúc bây giờ đó là thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này là một vị Phật. Thì quý vị biết đó, Bồ Tát hộ minh tức là một vị Bồ Tát rồi, ngự trên cung trời Đâu Xuất, lúc bây giờ mà muốn thị hiện xuống làm cái vị Phật đó, thì chúng ta đủ hiểu rằng là đã là vị Phật rồi. Nhưng mà hiện thân là Bồ Tát, thì Bồ Tát lúc bây giờ muốn thị hiện xuống cái cõi Ta Bà phải quán, quý vị. Nghĩa là phải quán thứ nhất là quán xứ, nghĩa là mình sanh ra ở xứ nào. Và cái thứ hai nữa đó là mình làm con của ai, và mình làm dòng họ nào, và mình sanh ở tầng lớp nào. Thì quý vị biết á, nơi Ấn Độ lúc bây giờ đó thì là có bốn giai cấp. Tức là giai cấp Bà La Môn, rồi giai cấp Sát Đế Lợi, gọi là giai cấp vua chúa đó. Thì hai cái giai cấp này có quyền lực, và trên hai cái giai cấp còn lại, tức là Thủ Đà La và Phệ Xá. Thì cái giai cấp Thủ Đà La này đó là giai cấp thấp nhất trong bốn giai cấp đó. Khi một vị Bà La Môn á đi ngang thì cái Thủ Đà La phải chải mình để cho Bà La Môn đi qua. Và giai cấp Sắc Đế Lợi cũng vậy, thưa quý vị.
Thì lúc bây giờ tại nơi xứ Ấn Độ đó, là bây giờ thì gọi là nước Nepal đó, thì cái nhà nó nằm dưới sườn đồi của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Cái xứ này lúc bây giờ đó là cái nước rất là hưng thịnh, và bốn mùa thì có gió mát và cây cối thì đều đôm bông. Thì vua Tịnh Phạn đó là người đứng đầu để cai trị về đất nước đó, và vua rất nhân từ, và cũng trong nhiều kiếp đó, trong cái đoạn kinh kể là nhiều kiếp là vua Tịnh Phạn này đó là ngài cũng đã tu hành nhiều kiếp, và hoàng hậu Ma Gia thì cũng là nhiều kiếp là con của vua chúa, và lúc bây giờ là cũng do cái nhân duyên đó quý vị mà thị hiện lên làm thành một vị thánh mẫu đó quý vị. Cho nên hai ngài được đáng tôn trọng là cha mẹ của muôn dân. Thì thưa quý vị, thầy kể vắn tắt thôi. Thì một cái hôm đó là có cái việc là cúng vì tinh tú theo cái nghi lễ nghi thức của Bà La Môn đó. Thì cứ hàng năm đó thì diễn ra cái lễ hội, đó là cúng các vị thần và là cúng các vị tinh tú đó. Thì vua lúc bây giờ đó trong cung mới mở cái tiệc là gọi là long trọng để theo nghi thức của Bà La Môn để cúng kiến cho cái buổi tiệc đó, rồi diễn ra những cái buổi lễ dạ hội. Lúc bây giờ thì hoàng hậu Ma Gia đó, bà mới sau khi cúng kiến xong và đảnh lễ các vị thần xong đó, cái bà đi ra sau hậu môn đó để bố thí cho những người cùng cực, chẳng hạn như bà bố thí thuốc men rồi gạo thóc vân vân, hoặc là đồ đạc để người ta mặc để đỡ lạnh. Cái vùng Ấn Độ lúc bây giờ rất lạnh quý vị, tuyết rơi vào những cái tháng gần Tết đó, mùa đông là tuyết rơi. Thì bà làm xong công việc bố thí đó, thì bà về vào cung điện đó, vào phòng để bà nghỉ ngơi. Thì trong cái giấc ngủ của bà đó, bà mơ thấy, tức là từ trên cao trên trời có một vì voi đó, có một cái con voi từ ở trên cao nó bay xà xuống và vào phòng của bà, khai hông bên hũ và voi chui vô. Như vậy thì có bản kinh khác đó, tức là kể là voi cũng từ ở trên trời bay xuống và voi cầm cái đó hoa sen, và voi quỳ xuống như có vẻ là cung kính tặng cho bà cái bông sen này. Và sau đó voi mới khai hông bên hũ đó thì chui vào. Thì chuyện như thế xảy ra thì hoàng hậu Ma Gia đó mới kể lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Thì khi mà vua nghe thì vua mới mời các vị tiên tri đó đến đón cái điềm mộng này. Nhưng mà khi các vị tiên tri đến đón mộng đó thì mới nói là rồi đây hoàng hậu sẽ sanh một quý tử và có tài đức vẹn toàn. Như thế thì vua rất mừng quá vậy. Vua Tịnh Phạn rất mừng. Và thì quý vị biết đó, thì khoảng vài tháng sau thì hoàng hậu đã mang thánh thai của Sĩ Đạt Đa đó, hay gọi là Tất Đạt Đa. Thì tiếng Pali là Siddhartha, hoặc là Tất Đạt Đa, hoặc là Sĩ Đạt Đa. Thì lúc bây giờ đó, thì khi mà một người phụ nữ Ấn Độ lúc bây giờ mà mang thánh thai hoặc là mang thai đó, thì phải về quê mẹ, phải về quê cha của mình để mà sanh nở. Thì quý vị biết từ thành Ca Tỳ La Vệ mà đi đến, đi qua bên cái giường Lâm Tỳ Ni mà cách quê nhà của hoàng hậu Ma Gia là 15 cây số. Thì khi hoàng hậu đó đi một đoạn từ thành Ca Tỳ La Vệ đến giường Lumbini, hay gọi là giường Lâm Tỳ Ni. Lumbini là tiếng tiếng Pali, Lâm Tỳ Ni. Thì quý vị biết đó, thời đó là đi bằng xe ngựa. Thì bà đi có các người hậu
cận đi theo bảo vệ cái việc sinh nở của bà. Thì đi đến giường Lumbini, tức là bà thấy trong giường đó thì cảnh đẹp, rất là đẹp. Thì các cây cối đều đôm bông, hoa nở, rồi gió mát. Thì cái cảnh nó diễn ra rất là đẹp, nên bà dừng nghỉ ở giường Lumbini. Thì bà thấy ở trong cái giường Lumbini có một cái cây rất là đẹp, gọi là cây hoa vô u hoặc là ta la song thọ. Thì cái hoa vô u này đó là mấy trăm năm nó mới chỗ bông một lần, nhưng mà ngày hôm đó bà đi qua đều chỗ hết. Thì bà mới giơ cái tay đó, giơ tay bà hái cái cành hoa vô u. Thì lúc bây giờ Đức Phật đản sanh, quý vị. Đức Phật đản sanh thì lạ thay lắm. Khi Đức Phật đản sanh á thì cũng sanh từ không phải, mà lúc bây giờ là có 7 bông sen đỡ gót ngài. Thì mình nói như vậy thì nó mang tính thần thánh không quý vị? Theo như các nhà triết học phương Tây đó thì người ta không chấp nhận cái vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì thời của Đức Phật đó cách chúng ta 62 năm. Như vậy thì thời đó cũng có nhiều cái nhà gọi là bên Đông y đó, thì người ta cũng có thể làm ở trong việc đó. Và căn cứ vào đó thì cái hoàng hậu Maya này đó là bà 45 tuổi rồi, cái việc sinh nở của bà rất là khó. Thì cũng có thể là bà, nếu mà các nhà nghiên cứu ra thì ta có thể là thái tử Sĩ Đạt Ta được sanh ra thì cũng giống như bao người khác thôi. Còn ở trong kinh lại diễn tả đó là bà dịnh cây hoa vô u là đản sanh ra thái tử. Thì cái điều này thầy cũng không dám sửa, trong kinh nói sao mà nói vậy thôi, bây giờ không dám sửa. Nhưng mà lại có nhiều nhà triết học phương Tây thì người ta không chấp nhận cái điều này. Do đó thì khi mà thái tử sanh ra thì các cái loài hoa đó quý vị đều chỗ bông ra, và chư thiên ở trên khẩy nhạc và gãy những đó hoa xuống để cúng dường cho thái tử. Thì lúc bây giờ đó khắp cả kinh thành á thì ai cũng đều vui, bởi vì vua lớn tuổi rồi mà mấy năm nay hai ông bà làm phước mà bây giờ cầu để sanh một đứa con thì bây giờ đã được đạt cái ý nguyện của mình. Cho nên vua rất là vui và mở một cái tiệc để ăn mừng, và trong cả thành Ca Tỳ La Vệ. Thì quý vị biết đó, khi mà thấy thái tử ra đời đó thì vua bắt đầu mới mời các cái vị tiên tri để đón, để coi cái tướng của thái tử. Giống như là ta coi thử coi là sau này để làm gì. Giống như mình sanh đứa con thì mình đi gặp mấy ông thầy giỏi đó, mình coi đâu thầy coi con cái lớn sau này làm gì. Thì hồi xưa là gọi là các nhà tiên tri, người ta đoán được cái hoàn cảnh của đứa bé sau này. Thì lúc bây giờ đó là trong các cái vị tiên tri đó thì có A Tư Đà đó, là cái A Tư Đà này là thầy dạy học cho vua Tịnh Phạn đó quý vị. Thì cái ngài này tu ở trên giải Hy Mã Lạp Sơn, ngài là một vị tiên đó. Thì ngài đoán là thái tử có 32 tướng tốt, là nếu sau này thái tử lớn lên đó sẽ là một vị thánh. Thì lúc bây giờ vua Tịnh Phạn rất là ngạc nhiên, nếu mà con ta đó lớn lên mà để làm một vị thánh thì ta chẳng có ham, mà ta muốn con ta lớn lên phải là một vị đế vương, phải oai hùng như thế. Thì lúc bây giờ đó vua Tịnh Phạn rất là buồn khi A Tư Đà đã đoán như vậy. Thì quý vị biết đó, cũng không ngờ cái chức vị của cái con của ngài đó, cho nên sau này là một vị Phật vậy. Cho nên vua Tịnh Phạn lúc bây giờ mới đổi số mệnh của người con. Cho nên bây giờ ông đặt tên cho con luôn, tức là Siddhartha, tức là Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Ta, có nghĩa là tốt đẹp hoàn thành với cái ý nguyện của ông, tức là cái nghĩa nó vậy đó. Nó là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Ta, có nghĩa là hoàn tất với cái những gì ta mong muốn. Như vậy thì sau khi đó là sanh được cái thái tử thì vua đó rất là mừng.
nhưng mà cũng rất là lo, bởi vì A Tư Đà đoán mộng là thái tử sau này lớn lên sẽ là một bậc thánh, sẽ bỏ cung vua để đi tu. Thì lúc bây giờ đó mình nói tới cái thái tử mà khi ngài lớn lên đó, thì mỗi ngày mỗi lớn lên thì thái tử có vẻ là trầm ngâm quý vị, nghĩa là ít nói chuyện và ngồi đâu có vẻ như ngồi thiền định như đó quý vị. Thì lúc bây giờ đó là vua càng lo không biết con của mình đó, sau này rồi đó, lớn lên đó, sẽ bỏ mình, sẽ rời hoàng cung và sẽ đi tu. Thì khi mỗi ngày thái tử càng lúc mỗi lớn lên đó, thì vua mới mời tất cả các giáo sư dạy cho thái tử. Thì các vị giáo sư đó về dạy cho thái tử là dạy một thời gian là các vị giáo sư đều bỏ đi hết. Tại vì cái trình độ của ngài với cái am hiểu của ngài học rất là năng nổ, và học cái trí thông minh của ngài nó vượt hẳn hơn con người. Thì hai vị giáo sư đó, một ông là Sằng Đề và một ông là Sằng Đề Đề Bà, là cái ông này dạy về võ thuật. Thì thái tử là học tới đâu là biết tới đó, và ông không còn cách nào để ông dạy nữa. Thì ông này dạy một thời gian ông bỏ đi, bây giờ không còn cái cách nào để dạy nữa chứ. Thì thái tử quá giỏi. Rồi một ông á, tức là dạy về bên chiến lược, dạy chiến lược quân sự, nghĩa là cái thao tác bắn cung cưỡi ngựa nè, sau khi ra chiến trường, ra chiến binh á, thì ngài đều làm bằng một cách oai hùng và thực tập. Đến cái kỳ thi cuối khóa đó thì ngài đều là đứng giải nhất quý vị. Cho nên cái đó là thầy muốn nói đến cái chỗ này chúng ta cần học. Bởi vì nếu người nào có ý chí thì người đó sẽ vượt khó. Chẳng hạn như các em nhỏ ngồi sau đó, nếu như mấy em gắng cố gắng học và mình phải có tiêu chí và mình phải có cái ý chí để vượt khó. Nếu như mình có mục đích, có lý tưởng mà nếu mình không có ý chí thì nó cũng không thành công trong công việc của mình. Cho nên khi mình muốn thành tựu được cái vấn đề gì trong cuộc sống này, chẳng hạn như việc học hoặc là việc hướng nghiệp của mình đó, thì mình phải có ý chí, và thứ hai nữa là phải có lòng tự tin thì chúng ta mới vượt qua được. Thì thái tử ngài có ý chí và có lòng tự tin, và ngài học đến đâu thì đều biết đến đó. Và sau cái buổi thi đó, sau cái buổi mà thụ hứng mà để mà thi trong các cái hoàng tử đó, thì thái tử đều là đứng đầu hết. Thì cái buổi mà kết thúc cái khóa học đó thì bằng cách là cởi voi quý vị, cởi voi khắp phố phường để mà giống như là một cái chiến binh ra trận vậy đó. Thì lúc bây giờ đó là thái tử ngồi trên mình voi, nhưng mà thái tử ưu tư. Thái tử mới nghĩ rằng đó là ở ngoài cuộc đời đó có bao mảnh đời đang khổ, đang quạnh hiu, mà trong tư thế uy nghi mình là một vị chiến binh, để sau này mình ra chiến trường á thì mình làm một việc quay phong như một người hiệp sĩ đó, để ra chiến trường cũng vì là tranh đấu thôi, cũng vì là tranh đấu. Thì bao cái suy nghĩ của sĩ Đà Ta lúc bây giờ đó, ngài không muốn là sau này ngài trở thành một vị vua nữa, mà ngài thương chúng sanh còn đang khổ, còn đang ưu tư, cho nên ngài không có ý đó là ở trong cung để làm vua, mà ngài muốn là một vị xuất gia để tìm ra cái ánh đạo để cứu độ chúng sanh. Thì lúc bây giờ đó, vua đọc được cái tư tưởng của thái tử. Thì bây giờ đó, vua mới mở ra một cái cuộc nên là ngăn cản. Thì lúc bây giờ quý vị biết đó, thì bây giờ là mời tất cả các cái triều thần ở trong triều đình đó, mới nói là các ông nên bàn tính để quyết định cho thái tử, có thể làm cho thái tử cỡ nào cũng phải là ở lại cung để làm một vị đế vương. Chứ còn ngài cái tâm ngài ưu tư không giống như bao đứa trẻ khác, thì liệu sau này thái tử sẽ bỏ ta mà đi tu. Như vậy thì các quan triều thần đó,
các quân sư rồi mới họp lại đó. Thầy nói thôi bây giờ, tại vì thái tử ở trong cung ít có đi ra ngoài, cho nên thái tử thấy cái thế giới, còn mơ mộng những cái thế giới ảo tưởng bên ngoài đó, cho nên thấy cái thế giới của mình không có cái gì là đẹp hết. Cho nên thôi bây giờ là bàn ra cái tính là kết hôn, cho thái tử kết hôn. Thì quý vị biết lúc bây giờ đó, thì vua mới mở ra một cái cuộc thi nhan sắc để chọn tất cả những cái cô gái đẹp của những cái bậc vương giả hoặc là thần dân, yêu cầu chỗ nào có những cô gái đẹp thì đều đến dự thi yến tiệc và dự nhan sắc. Thì lúc bây giờ đó, vua Tịnh Phạn mới cho cái thái tử Tất Đạt Đa đó ra, là sau khi mà cái buổi tiệc thi sắc đẹp xong đó, thì thái tử đứng ra tặng quà. Thì các vị quan cận thần cho tới quân sư đó, bây giờ để ý coi là thái tử để ý cái cô nào, thì cái đó là thái tử thích. Thì quý vị biết đó, là sau khi đó là tặng quà cho tất cả các cái cung phi mỹ nữ, cũng như là các cái cô gái của nhà giàu có hoặc là từ quốc gia khác đến, thì những cái cô gái nó rất là e thẹn khi đứng gần thái tử để mà thái tử trao những cái hoa vòng đeo tay hoặc là những cái phẩm vật khác. Thì lúc bây giờ đó, thái tử tặng hết những cái phần quà mà vua Tịnh Phạn đã chọn lọc ra. Lúc bây giờ có một cô gái đó, tức là từ ở phía xa đi lại, thì cô cũng lên để cho thái tử tặng quà. Nhưng lúc bây giờ thì thái tử nhìn lên trên bàn nó hết quà rồi. Thì cái cô này có rất là dửng dưng, bao nhiêu cô gái khác đó là gặp thái tử e thẹn, còn cái công chúa Gia Du Đà La này gặp thái tử ngài nàng cũng không có e thẹn, mà ngài đứng là ngài đi lại thái tử, ngài mới nói là quà của em đâu. Thì thái tử lúc bây giờ đó là thái tử giống như trong mơ đó, mà vậy nhìn cô gái này chăm chú và cũng không để đến cái phẩm vật ở trên bàn. Lúc bây giờ thì nàng nói thêm là quà của em đâu. Thì lúc bây giờ thái tử giật mình, cũng như mình đang trong mơ vậy đó. Thì các vị quân sư và các vị cận thần người ta mới chăm chú, tức là thái tử đã thích cái cô nàng này rồi. Thì vua mừng rồi, vua tức là thái tử có được cái sự thích như vậy là chắc không có đi tu được. Như vậy thì thái tử mới lột cái chiếc nhẫn đeo trên tay của mình tặng cho Gia Du Đà La. Và tặng cho Gia Du Đà La thì lúc bây giờ đó, Gia Du Đà La nhận cái món quà đó và trở về vị trí ngồi của mình. Thì quý vị biết đó, là giữa Gia Du Đà La với công chúa, với cái thái tử đó, là có duyên tiền định đó quý vị. Thì bây giờ vua Tịnh Phạn bàn lại các cận thần đó, bây giờ thái tử đã tìm được một người vợ tương lai rồi. Bây giờ thôi thì đó, thì vua phải lập tức để đi qua thăm cái người vua, tức là vua cha của La Hầu La là vua Thiện Giác đó. Thì lập tức là cho một cái phái đoàn để từ bên đây đi qua bên bển để vấn an sức khỏe của vua Thiện Giác. Thì khi đi qua bển thì vua Thiện Giác cũng tiếp đón ở bên Ca Tỳ La Vệ qua các vị cận thần và vua Tịnh Phạn qua, thì vua Thiện Giác tiếp đón. Thì ông mới nói đó là ta thấy Tất Đạt Đa đó, con của ông rất là hoàn hảo, và nếu như muốn cầu cưới công chúa con của ta thì phải theo cái nghi lễ và theo cái tập tục của nước ta, cũng như ta không thể nào cho không được. Cho nên thì lúc bây giờ mới nói đó là các công tử thái tử ở các nước khác đi qua cầu con của ta thì phải mở ra một cuộc thi, chẳng hạn như bắn cung, cưỡi ngựa, rồi múa kiếm, múa võ thuật đồ. Thì lúc bây giờ đó thì vua Tịnh Phạn ngài mới suy nghĩ là con ta bấy lâu nay ngồi đâu cứ ngồi thiền không à, ngồi đâu cứ ngồi nín thinh, đâu có nghĩ đến cái chuyện mà cung kiếm gì đâu,
Anh vô tịnh phạn mà giờ ngài nghĩ đó, bây giờ làm sao mà thái tử thắng nổi cái việc này. Thì ông già ông buồn quá trời luôn, ông nói bây giờ bấy lâu nay nó ngồi đâu, nó chậm, nó ngấm ngầm, nó ngồi thiền không mà nó đâu có nghĩ đến cái chuyện mà cung kiếm gì đâu, mà sao bây giờ nếu mà mở ra một cái cuộc đại thi này đó thì là chắc cú là Tất Đạt Đa chắc không có nhắm nhầu mắt xanh của công chúa Gia Du La La được. Thì Tất Đạt Đa đó chàng mới hiểu được cái ý của vua cha và tâu với phụ vương rằng là phụ vương cứ yên tâm, cái này đó coi như là con phụ vương để con làm và khỏi tính toán cho con, cái chuyện nào con làm cũng cũng được hết, miễn mà con chiếm được nàng là được rồi, phải không? Lúc bây giờ ông không còn nhớ tu nữa mà ông nhớ Gia Du Đà La không à, nằm đâu là cái nhớ Gia Du Đà La không. Thì lúc bây giờ quý vị biết đó là mở ra một cái cuộc thi thì bắt đầu là người ta mới đưa, người ta mới để một cái điểm, để một cái bia rất xa và có vẽ cái vòng, có cái điểm giữa thì người ta thi tập bắn cung đó. Thì quý vị biết là các hoàng tử khác đó bắn đều trúng cái đích của cái bia đó. Và tới ông đề bà Đạt Đa đó là bà con với Phật đó, mà cái trong kinh mô tả là đề bà Đạt Đa lúc đầu theo hại Phật hết trơn đó, vì cái đầu kinh thì thấy. Thì lúc bây giờ đó là coi như là ông đề bà Đạt Đa đó ông bắn vô cái điểm ngay điểm luôn, và cái miếng bia đó nó bay văng ra xa luôn, mà mũi tên nó đi xuyên qua luôn, nó làm cho cái miếng bia phải đi văng ra xa. Và lúc bây giờ là đại chúng, dân chúng không nhìn thấy nữa, thì người ta mới hò reo quá. Thì lúc bây giờ Tất Đạt Đa, cái lượt của Tất Đạt Đa đến thi, thì bây giờ lúc bây giờ đó là vua Tịnh Phạn là ông nổi gần chán rồi. Ông nói bây giờ là con ta ra thi mà không biết bắn được không nữa, bởi vì đó giờ nó ngồi đâu, nó ngồi thiền thôi. Bây giờ đến là cái lượt là lên thi, chắc cú là lo, ông lo ông sợ rớt. Nhưng mà thái tử rất vững lòng, quý vị. Thì thái tử đó là coi như là kêu để một cái tấm bia nó xa hơn nữa. Nó xa hơn nữa mà xa đến nỗi là không nhìn thấy luôn. Thì thái tử mới bắn. Bây giờ ông có học qua cái lớp này rồi. Ông học coi như là ông học xuất sắc trong mấy cái dấu thọ sư mà vua Tịnh Phạn mời về dạy cho ông, là ông học đó là coi như là không còn cái cách nào để các vị giáo thọ sư dạy cho ông nữa. Thì lúc bây giờ đó là để cái tấm bia xa mà đến nỗi dân người ta súng lại người ta coi người ta không thấy nữa. Thì ông mới dương cung, ông lắp cái mũi tên vô, ông dương cung bắn. Thì ông kéo cái dây đó, kéo lại là cái cung nó bị gãy. Cung bị gãy. Thì Tất Đạt Đa nói bây giờ thôi, bây giờ trong cung điện của các ngươi còn cây cung nào nữa không, đem ra cho ta bắn, chứ còn cái cây này nó không đủ sức. Thì các cái vị cận thần đó, ngài nói bây giờ có một cái cây cung, nhưng mà cây cung này dành cho một vị tướng quân thời cổ. Từ ngày ông ấy chết đi đó, ông ấy mất đi, thì cây cung này không có ai đủ sức để dương được. Vị cung này đó, nếu mà sức mạnh nó dương ra tới 1000 kg thì nó mới dương ra được, nhưng mà đâu có ai mạnh ginh tới 1000 kg đâu. Thái tử nói đó là ta xài cung này. Thì cây cung quý vị biết đó, đem cây cung ra mà bốn người ginh cây cung không nổi. Thì bắt đầu là Đức Phật mới lắp cái mũi tên vô và dương cây cung á, là hai cái cần nó sát lại. Rồi bắt đầu Đức Phật mới bắn cái mũi tên, là cái làng ở xứ xa đó, thì người ta nghe cái tiếng gió đó, ở xứ xa người ta nghe cái tiếng gió của cái mũi tên nó bay đó. Thì quý vị biết đó, Sĩ Đạt Đa bắn trúng cái đích của cái tấm bia đó và đẩy tấm bia văng ra xa thêm khoảng vài dặm nữa quý vị. Nó vài dặm nữa quý vị biết cái sức mạnh nó cỡ nào rồi ha. Thì lúc bây giờ đó là dân chúng người ta hò reo là thái tử đã thắng rồi. Nhưng mà chưa đâu, lúc bây giờ đó thì ở trong các cái công tử đó còn có nhiều người tài nữa quý vị. Thì bây giờ qua xong cái việc này là thái tử đã thắng về việc bắn cung. Xong rồi tới bây giờ tới là coi như là múa kiếm, đấu kiếm nào đó, chặt cây đấu kiếm. Thì thái tử nó dùng một cây gươm mà chặt đứt hai cây lượt luôn quý vị. Mà trong khi đó đề bà Đạt Đa thì ngài cũng chặt đứt, nhưng mà chặt đứt chỉ có một cây thôi. Mà sức mạnh của thái tử là chúng ta quý vị biết là 1000 cân, 1000 kg thái tử có thể ginh nổi.
Thì lúc bây giờ đó là cái cuộc thi á, là giải, cái giải nhất là quý vị biết gì không quý vị? Cái giải nhất là được thưởng gì quý vị biết không? Cái giải nhất là thưởng Gia Du Đà La. Bây giờ xong á, xong cái việc này xong á, thì công chúa Gia Du Đà La cũng ưng thuận, và mấy hôm sau thì buổi lễ là kết hôn sẽ diễn ra. Thì lúc bây giờ tất đặt ra cưới Gia Du làm vợ, và thì ở một thời gian khoảng một năm sau thì sanh ra La Hầu La. Và lúc bây giờ thì cái mẫu chuyện nó kể rất là ly kỳ, trong những đoạn kinh nó kể rất là hấp dẫn quá vậy. Thì sau khi đó là cưới được công chúa Gia Du Đà La, thì lúc bây giờ đó ông nói bây giờ đó thưa vua cha, là bấy lâu nay đó là con chưa đi ra khỏi cái cổng thành, chỉ có đi thi bắn cung rồi vậy đó thôi. Bây giờ thôi đó là cho con ra xem bốn cái cửa thành này. Thì bắt đầu là ông mới cởi ngựa, ông đi với Sa Nạc. Thì ông đi cái cửa đó là đông nam tây bắc phải không? Cái cửa đông á là ông thấy người già bệnh á, rồi đà lưng còng, mỏi mắt răng rụng ha. Đó, thì ông thấy ông mới hỏi cái Sa Nạc đó, thế là cái tướng này là tướng gì? Thì ông nói cái này là người mà già đó, thì cái tướng nó phải xấu vậy đó. Thì ông mới nghĩ rằng đó là khi mà ta già ta lớn lên thì cũng vậy thôi. Bởi vì thái tử ở trong cung hồi nào giờ là vua cấm không cho thấy những cái cảnh đó. Thì lúc bây giờ đó là ông thấy ông nảy sinh ra cái chuyện là rất là đau khổ. Và sau đó là đông nam, ông đi cái cửa nam đó, thì ông gặp cái người già bệnh, ông gặp cái người bệnh. Thì cái người bệnh lúc bây giờ đó là đau nằm rên rỉ đó, ông thấy ông động lòng. Và ông nói cái người này sao mà họ rên như thế. Thì ông Sa Nạc ông bảo là cái người này do bệnh, họ bị bệnh cho nên họ đau khổ như thế. Thì ông đi ra thêm một cái cửa nữa đó, là cái cửa đông nam tây, cái cửa tây đó, thì ông gặp cái xác chết. Thì ông thấy cái xác chết là lúc bây giờ gùi nó bu rồi, lằn nó bu rồi sình lên như thế đó. Thì ông hỏi bây giờ cái người này sao mà họ nằm như thế. Thì ông Sa Nạc ông mới nói đó là cái người này do già rồi, bây giờ họ phải chết. Và họ chết thì họ phải sình lên và họ không còn thần thức ở trong thân xác nữa. Thì lúc bây giờ đó là ông mới nảy sinh ra cái chuyện bây giờ đó là sống trên cuộc đời này rất là khổ. Bây giờ thôi ta phải tìm cái con đường để thoát khổ. À, thì một hôm nọ ông mới xin vua cha đi ra cái hướng bắc đó, thì gặp một vị tu sĩ mà vậy. Gặp một vị tu sĩ. Thì ông thấy cái vị tu sĩ này là ông phái nè. Bắt đầu ông mới chạy đến, ông nói là bây giờ là bạch vị sa môn, bây giờ ông chỉ cho tôi cái cách tu hành như thế nào, như nếu mà mình tu mình đạt được kết quả gì. Thì cái vị sa môn này á, ngài mới nói đó, tôi tu chót á là để tôi bỏ đi cái dục vọng, cái ham muốn của thế gian, nghĩa là tài sắc danh thực thì. Và tôi tu á chính là tôi muốn để thành tựu một bậc chánh đẳng chánh giác để đi hóa độ chúng sanh. Thì vị sa môn nói gì như vậy đó là chúng với cái tâm trạng của thái tử. Thì lúc bây giờ đó ông mới nảy sinh ra cái tại vì ông thấy cái cảnh sanh già bệnh chết như thế đó, rồi là ông mới nảy sinh cái tư tưởng đó là mình sống trên cái cõi đời này rất là đau khổ. Nếu như mình tu xuất gia để giải thoát đó thì mình sẽ đem lại an lạc cho muôn dân và mình cứu độ được chúng sanh. Như vậy thì ông mới về, ông xin vua Tịnh Phạn đó, nó giờ bạch phụ vương đó, tâu với phụ vương đó là giờ con bây giờ con phái xuất gia rồi đó, bây giờ xin phụ vương là cho con xuất gia. Thì ông lên ông tâu mấy lần như thế đó, thì phụ vương lúc bây giờ đó ông chỉ có một mình con thôi, thì lúc nào đó ông cũng muốn con mình đó lên để kế gì cái ngôi vị để làm một vị quốc vương trị vì thiên hạ, chứ ông không để cho con đi tu. Thì ông không chấp nhận điều đó. Thì lúc bây giờ đó Tất Đạt Đa mới đưa ra một cái yêu cầu, không có gì, đưa ra một yêu cầu. Thì quý vị nào biết yêu cầu là gì không? Ngài đưa ra bốn cái lý do. Bây giờ phụ vương, nếu như phụ vương đó giải quyết được bốn cái lý do này thì con ở lại con làm vua.
tức là ở lại làm vô còn không đi tu nữa. À, còn nếu mà phụ vương không giải quyết được bốn cái yêu cầu của con á, thì bây giờ con đi tu. À, vua đồng ý mới vậy, vua đồng ý. Thì bây giờ ông mời tất cả quan cận thần nào, tới cả những người mà giỏi nhất á, những cái nhà giáo sư mà giỏi thiên văn địa lý rồi kia nọ, ông mời lại hết. Thì bây giờ cái đầu tiên của thái tử là gì? À, làm sao cho con sống mãi, trẻ mãi không già. À, trẻ mãi không già, quý vị có ai làm được điều này không? Có ai làm được chưa? Tức là tâu với phụ vương làm sao cho con trẻ mãi không già. Rồi cái thứ hai đó, làm cho sao cho con mạnh hoài không bệnh. Tức là làm sao cho con đừng có đau nhức gì hết, đừng có bệnh hoạn gì hết á, nó khổ lắm. Bây giờ làm cho con mạnh hoài đi đó. Rồi cái thứ ba đó, rồi làm sao cho con làm sao là, thứ nhất là làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, không làm sao sống hoài không chết. Ở đây có quý vị làm được điều này không? Có ai làm được chưa? Rồi làm sao cho chúng sanh hết khổ, ha, làm cho chúng sanh hết khổ. Thì cái này là đúng là vị Bồ Tát này, chứ đâu phải chuyện tầm thường, ha. Thì bây giờ cái ông vua đó mà trong triều đình là bây giờ là ông không giải quyết được cái chuyện này. Bây giờ ông không giải quyết được cái chuyện này thì thái tử phải đi tu thôi. Đó, thái tử phải đi tu thôi. Bây giờ ông đưa ra cái bốn cái tiêu chí mà giờ nếu mà vua cha giải quyết cho con bốn được bốn cái vấn đề này thì con ấy lại làm vua. Mà nếu mà không giải quyết được bốn cái này thì con thưa cho phụ vương là con phải đi tu. Thì bây giờ ông vua ông bó tay rồi, bây giờ ông không có giải quyết được. Thì quý vị biết đó là cái vấn đề này đó là trong kinh, nó bây giờ trong kinh là diễn tả rất là hấp dẫn nha. Tại vì khi đó là Sĩ Đạt Ta muốn đi tu á, là có thỏa thuận với Gia Du Đà La rồi quý vị. Tức là có nhiều lần Sĩ Đạt Ta mới nói với Gia Du Đà La đó, nói giờ thôi nếu mà lỡ một mai anh đi tu rồi đó thì em có buồn không? Thì Gia Du Đà La nói nếu mà anh quyết chí đi tu để đem ánh sáng nhân loại thì em chấp nhận. Thì ở trong cái đoạn kinh A Hàm đã diễn tả cái đoạn này. Và thì tất cả là cái sự đồng ý của Gia Du Đà La rồi mấy vị. Và nhiều tiền kiếp trước đó là Gia Du Đà La tức là có hứa với Sĩ Đạt Ta đó là khi tôi phát nguyện đại ba la mật rồi đó thì cái người mà năng căng xẻ gối đó là không có làm cản trở. Thì đúng như là Gia Du Đà La đó, khi mà ngài đã đồng ý đó là cho chồng đi tu đó, thì tất cả những cái công việc là bà đã sắp đặt, Gia Du Đà La công chúa đã sắp đặt hết đó. Cái trong cái đoạn kinh Tăng Chi đó mới diễn tả là khi cái cảnh mà thái tử đi tu đó là ba lần vô dán cái màn để nhìn vợ và con lần cuối đó. Ngài đi ra đi vô. Thì quý vị biết chỗ này đó, Sĩ Đạt Ta có tình thương không quý vị? Không, có tình thương chứ. Thì cũng như bao người khác thôi đó, ngài cũng thương Gia Du Đà La. Nhưng mà do cái chí của ngài, vì cái lý tưởng của ngài đem đến cho sự an lạc cho chúng sanh, lúc bây giờ ngài phải từ bỏ một cái tình nó một cái tình cảm nó gọi là cá nhân không quý vị. Cho nên là ba lần ngài dán màn để từ giã Gia Du Đà La và người con thân yêu của ngài. Thì quý vị biết đó, thì cái Sĩ Đạt Ta này ngài cũng có tình thương như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng cái một đoạn kinh đó là trong cái cuốn mà Đường Xưa Mây Trắng của giáo sư Nguyễn Lan đó quý vị, Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì ngài có diễn tả thành thơ. Quý vị có nghe thầy ngâm không? Ngâm cái đoạn này cho quý vị nghe. Mình ngâm dở thì quý vị đừng có cười nha. Nếu biết có vui rồi sẽ khôn, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vui trong tham
dục là vui khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Gia du ơi xin em đừng sầu khổ, để anh tìm đạo lý cứu nhân sinh. Tình tha nay đẹp mai sao khổ, lưu liên làm chi một bóng hình. Chiếc áo cầm bào nay gác lại, thay vào chiếc áo khách điêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ bò, đổi bát muôn nhà đồ chúng sanh. Đêm nay gác cánh tình duyên lại, mà cánh tình chúng chạy ánh vàng. Quý vị nghe hay không? Dạ, có yêu cầu thầy hát tiếp nữa không? Dạ, còn nào nữa hát, còn nhiều đó. Cái này là cái đoạn thơ này đó, là do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ngài soạn ra quý vị. Cái này cuốn Đường Xưa Mây Trắng đó. Thì có một cái đoạn kinh khác diễn tả đó quý vị. Tức là một cái thời Phật quá khứ đó, là Phật Nhiên Đăng. Thì có một cái anh chàng này đó, là anh cũng là cái người ẩn tu quý vị. Thì anh tên là Sumethu, tức là cái tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Thì khi mà cái Đức Phật này đó để đi vào một cái làng nọ để khất thực, nhưng mà cái làng này đó thì nó là nó không tốt lắm, cho nên cái anh chàng này anh mới bỏ cái công ra để anh xin làm cái đường đó. Nhưng mà anh làm chỉ có một khúc thôi, thầy kể vắn tắt nha, anh làm có một khúc thì còn một khúc nữa, khoảng chừng một sải nữa đó là anh làm không xong. Thì cái đoàn của Đức Phật Nhân Đăng á, là cái thánh chúng của Đức Phật Nhân Đăng mới đi tới đó. Thì cái anh này đó là anh gặp một cái người con gái, tức là tên là Sumisita, tức là cái cô gái này đó là có 8 cái bông sen. Thì có gặp cái anh chàng này là có dâng cho 5 bông, nó trong tiền kiếp cái gì, nó dâng cho 5 bông. Thì bây giờ cô mới dâng cho cái anh chàng này 5 bông, thì cô mới nói đó là tôi có một điều kiện thế này, nếu như sau này đó là anh ở đâu thì ở đó, và tôi hứa trong những kiếp về sau đó tôi nâng khăn sửa áo cho ngài. Thì cái chàng này, cái chàng Sumitha này đó là chàng đồng ý. Nhưng mà chàng cũng đưa ra một điều kiện, tức là nếu mà cô trong những kiếp về sau cô làm vợ tôi đó thì được, nhưng mà đừng có cản tôi phát nguyện Ba La Mật ha, đừng có cản tôi đi. Là cái kiếp sau của Đức Phật đó, cái kiếp mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì lúc là làm thái tử đó thì coi như là đi tu là thỏa thuận với Gia Du Đà La, đúng không? Tại vì ngài đã hứa với cái chàng trai này nè, tiền kiếp của Đức Phật á, là khi tôi phát một cái đại nguyện Ba La Mật rồi đó thì nàng đừng bao giờ cản tôi. Không, tôi vậy thấy không, có cái tiền kiếp mà lúc bây giờ đó thì khi mà thánh chúng của Đức Phật Nhiên Đăng đến đó, thì cái anh chàng này với cô gái nó quỳ xuống đảnh lễ và dâng cúng 8 tó hoa cho Đức Phật Nhân Đăng luôn. Và anh ấy thôi bây giờ con xin lấy cái thân giả tạm này đó để con lót cho Phật đi qua. Tại vì anh làm cái đường mà còn một khúc nữa anh làm chưa xong, thì anh lấy cái mình anh chải lên, thì chải lên cái dũng sình lầy như thế để cho Đức Phật bước đi qua và thánh chúng của Đức Phật bước ngang đó. Thì Đức Phật Nhân Đăng mới thọ ký cho cái chàng Sumitha này đó, tức là trong những kiếp sau ông thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy không? Còn cái cô gái đó đó, cái cô gái mà Metha Sathu đó,
là cái cô gái này đó là Yayudhara, tiền kiếp của Yayudhara, đã hứa là cái trong những kiếp về sau là kiếp nào cũng làm vợ Sĩ Đạt Ta, kiếp nào cũng làm vợ Sĩ Đạt Ta hết. Cho nên do đó mà ngài Nhiên Đăng mới thọ ký cho ngài Samitha đó là thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, thì nó có cái duyên như vậy đó quý vị. Cho nên á, trong kiếp mà khi mà Đức Phật đã xuất gia đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia đó, thì là Yayudhara không có cản, không có cản. Cho nên thì mình rút ra được những cái bài học như thế nè. Tức là nếu như đó Bồ Tát Hộ Minh thị hiện xuống cái cõi Tà Bà này, nếu như mà ngài không quán được cái nhân duyên đó, thì ngài sanh vào cái tầng lớp Thủ Đà La đó quý vị biết không, là tầng lớp thấp nhất đó, thì Đức Phật có đi giáo hóa được không ha? Đức Phật phải sanh vào tầng lớp vua chúa, mình hiểu chỗ này. Tức là cái chuyện mà thành Phật là Bồ Tát biết trước ha? Biết trước cái điều này. Cho nên ngài đã quán đó là trong nhiều kiếp của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, là ngài đã nhiều kiếp rồi đó, là làm vợ chồng. Nhưng cái kiếp sau cùng này đó là bà phải làm thánh mẫu của một vị Phật, là thánh mẫu của vị Phật. Cho nên ông bà đã làm phước rất nhiều, nhưng mà đến lớn tuổi rồi, 40 mấy tuổi mà không có con, thì lúc bây giờ Bồ Tát Hộ Minh mới quán thấy được cái chuyện này, cho nên lập tức là ngài phải thị hiện xuống làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Và cái thứ hai đó, mình cần học cái gì? Tức là mình thấy đó, Bồ Tát Hộ Minh đó, bây giờ trong cái cõi Ấn Độ lúc bây giờ nó có 4 giai cấp và nó có 94 mối đạo, thưa quý vị. Thì bây giờ cái 94 mối đạo này đó, nó có những đạo là chồng đầu xuống đất, treo chân lên trời, để sau khi chết đó là đạt đến cái quả đó là quả thiên, chư thiên. Và có những cái vị đó là tu hành loãng thể, không có mặc đồ. Và có những vị đó nằm trên cái bàn trong, hoặc là ngồi trên bàn trong, sau khi chết đó là được sanh thiên. Như vậy thì nó có nhiều cái mối đạo như thế đó, Bồ Tát Hộ Minh đã ngài đã thấy, cho nên ngài thị hiện xuống lập tức để phá tan cái vô minh đó. Và cái thứ ba đó mình cần học là gì? Tức là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sanh ra đâu quý vị? Sanh ra giường Lâm Tỳ Ni phải không? Tức là sanh ra giường Lâm Tỳ Ni, tức là sanh ra cũng ở trong rừng, mà thuyết pháp độ sanh cũng ở trong rừng, mà nhập Niết Bàn cũng ở trong rừng. Tại sao thì Đức Phật làm điều này? Tại sao Bồ Tát Hộ Minh ngài đã làm được điều này? Thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đó, mình sống trên cõi đời này mình phải biết bảo vệ môi trường, không? Phải biết bảo vệ môi trường. Tại Đức Phật của chúng ta rất là yêu thiên nhiên quý vị. Ngài ở chỗ có rừng cây, và ngài đã đến lúc mà ngài nhập Niết Bàn đó là nhập bên hai hàng cây Ta La Song Thọ. Tức là Đức Phật đã chỉ lại cho cái người đời sau chúng ta nên bảo vệ môi trường và nên thương yêu tất cả những loài hữu tình và vô tình. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta như thế. Đó là bài học mà chúng ta cần phải biết bảo vệ. Cho nên cái hiện tượng mà thế gian chúng ta chịu nhiều cái cảnh lũ lụt nè, mưa bão nè, do đâu cái gì? Tức là do chúng ta phá cây, chặt phá cây nhiều quá, không bảo vệ môi trường. Mà Đức Phật ngày xưa ngài sinh ở trong rừng và lớn lên thuyết pháp độ sanh cũng ở trong rừng. Cho nên Đức Phật rất là yêu thiên nhiên. Do vậy đó chúng ta chặt cây, phá cây, cho nên cái cây á, nó giữ cái độ ẩm ha. Nhưng mà mình chặt nó thì nó không giữ cái độ nước, không giữ độ ẩm, thì nó phải tuôn ra thôi, thì nó sẽ làm lũ. Và thêm một cái nữa là Đức Phật đó, như nãy thầy nói với mấy đứa em nhỏ, là Đức Phật chọn cho mình một cái lối đi rất là chính xác. Và ngài đã có một cái sự lựa chọn, mà cái lựa chọn này là một việc làm rất là đối với giáo lý của ngài đó. Tức là ngài lựa chọn sanh xuống cái cõi xứ Ấn Độ và độ cho cái người xứ đó. Và chẳng những độ cho cái xứ đó mà 49 năm mà nói theo bên Đại Thừa thì Đức Phật đó đã vân du đi thuyết pháp độ sinh, làm cho tất cả chúng sanh hiểu được chánh pháp và tu tập. Thì cái này Đức Phật đã chọn cho mình một cái cách đúng đắn nhất, và chúng ta cũng vậy quý vị. Chúng ta phải chọn cho mình một cái lối đi đúng. Chẳng hạn như bây giờ mình đến chùa đó,
là cái quan trọng nhất là mình chọn cái con đường gì, là cái con đường đạo đức. Bây giờ chẳng hạn như quý Phật tử tại gia, mình không có cơ duyên để mình tu tập giống như quý thầy được, thì mình nên chọn là mình tu tại gia. Mình tu tại gia. Hiểu không? Có cái cô Phật tử kia hỏi thầy chứ giờ con tu tại gia, con có ông Phật rồi, có chuông mỏ rồi giống như ở chùa vậy đó, con có phước bằng ngang với chùa không? Cô hỏi một câu kỳ kỳ, thầy mới trả lời, thầy nói không. Thầy nói không. Biết sao quý vị biết sao không không? Tại vì cái bà này á, là bà tu ở chùa, bà tu ở trong nhà là có tượng Phật nè, có chuông mỏ, có kinh luôn. Thì cái bà nói là con tu giống như mấy thầy thôi, đâu có thua đâu. Nhưng mà bây giờ con hỏi thầy đó là con tu bằng với phước mấy thầy trong chùa không? Thầy mới nói không. Thì bà nói giờ thầy nói không, thầy phải giải thích chứ. Thầy mới nói đơn giản thôi mà bà không nói được câu nào luôn nha. Thầy nói cô biết sao mà cô không có phước bằng chùa không? Tức là cô tu ở nhà cô thiếu tăng. Ta nói Phật Pháp tăng phải không? Bây giờ cô tu ở nhà là cô có Phật có, kinh có đó. Kinh là Phật. Pháp có luôn. À, Pháp có, chuông mỏ có, tượng Phật có. Ông Phật ngồi ở trên cũng cho là ông Phật đi. Kể mình tạm cho nó là ông Phật sống, ông ngồi đó đó. Gọi là kinh kệ là Pháp. Rồi là chuông mỏ có đầy đủ hết trơn mà thiếu tăng. Mà Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, tăng. Bây giờ thiếu tăng phải không? Cô chùa tu ở nhà thiếu tăng. Tu ở chùa mới có phước. Vì hôm nay quý vị đi chùa đó là mình có phước đó. Tại mình tu đúng, mình gieo duyên Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Hôm nay quý vị ngồi đây là có Phật Pháp Tăng nè. Còn quý vị tu ở nhà thiếu tăng, cho nên mấy tụi tu có hai ngôi à, cho nên nó thiếu cái bà. Lúc đó cô không có trả lời nữa, cô nhìn cười thôi. Mà thầy nói với quý vị công nhận không? Mình tu ở nhà thiếu tăng, nó không có đủ ba ngôi Tam Bảo. Chỉ chùa chùa nó mới có ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật Pháp Tăng. Phải không quý vị? À, bây giờ qua cái phần mà đảng sanh á, thì thầy kể vắn tắt thôi cho quý vị nghe. Còn nếu mà mình muốn học nữa thì thầy có tài liệu đây nữa, photo cho quý vị nó chính xác hơn. Nó chừng nữa thầy về cho anh thầy photo ra cho quý vị. Dạ thầy có phát liệu đáng nữa quý vị thi chứ. Thì coi như là mình cần học bốn cái cách đó ha. Đức Phật sanh ra ở trong rừng, thuyết pháp ở trong rừng mà nhập niết bàn trong rừng, đó là vấn đề người ta cần phải tìm hiểu. Và sau Đức Phật đó thì hiện xuống cái cõi Ta Bà này mà ngay chân cõi xứ Ấn Độ, thì Đức Phật thấy Ấn Độ có nhiều cái tầng lớp mà Đức Phật thị hiện xuống để nhằm mục đích đó, để phá tan cái giai cấp đó, phá tan cái màn vô minh. Và nơi Ấn Độ nó có nhiều cái mối đạo, tức là nó không phải là chân lý, không phải là giải thoát. Cho nên lúc bây giờ Bồ Tát Hộ Minh thị hiện xuống làm vị Phật để giáng thế xuống, tức là từ trên cao giáng xuống để chỉ dạy cho chúng sanh tu tập. Và cái thêm cái nữa đó là Đức Phật đã chọn cho mình một con đường đúng, cũng như nãy thầy nói với mấy em nhỏ đó, tức là cuộc sống này là một cái cách lựa chọn. Cho nên ta muốn làm gì ta phải có cái cách lựa chọn. Chẳng hạn như bây giờ ta muốn đi đám, đi một cái đám cưới, ta phải chọn cái bộ đồ nào cho nó thích hợp. Mà hôm nay ta đi chùa đó là ta phải chọn cái áo nào cho thích hợp, chứ không thể mình mặc cái áo đi đám cưới mà lại chùa được, không phải. Tức là cuộc đời là một cách lựa chọn đúng đắn nhất. Thì Bồ Tát Hộ Minh hay là Sĩ Đạt Ta, Ngài đã có một cách lựa chọn đúng đắn nhất. Do đó mà chúng ta cần phải học cái hạnh và tu tập theo cái giáo lý của Ngài. Thì cái bài pháp hôm nay thầy tạm dừng đến đây. Còn muốn tiếp thì xem hồi sau sẽ rõ không vậy ha. Thì cái phần sau đó là từ thành đạo đến nhập niết bàn. Còn cái này là từ đản sanh đến xuất gia. Thì mình học được nhiêu đó thôi ha. Còn phần sau thì từ nhập niết bàn, từ thành đạo đến nhập niết bàn. Thì thôi giờ mình kết thúc cái này quý vị. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Nhẫn Sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng, vừa qua hơn một tiếng đồng hồ nghe những lời pháp thoại của Đại Đức Nhẫn Sư đã gửi đến cho đạo tràng của chúng ta chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Cũng kính thưa chung quý Phật tử, thì trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có cái niềm đau thương, mà bên cạnh đó thì ai cũng có nỗi vui và cái nỗi buồn. Nếu mà chúng ta biết đến Phật Pháp, nghiên cứu hay đi chùa cùng quý thầy thuyết pháp
kinh hành niệm Phật thì cái tâm hồn của chúng ta thấy rất là thoải mái, tâm rất là nhẹ nhàng. Đó. Cái người mình tìm được cái người bạn chi âm á, rất là dễ. Quý vị ngồi đi đâu đó, thể ngồi một góc cạnh nào đó, thể là uống một phòng trà, một ly cà phê, nhưng mà cái bạn chi âm đó có tốt với mình hay không, có thể là lợi dụng mình qua một cái lời bông mây gió hay một lời nói nào đó để lợi dụng mình, để đưa mình vào một hoàn cảnh tối tăm. Còn cái người bạn chi kỷ là cái người đó đã hiểu được mình, tất cả mọi thứ mình có chuyện buồn hay chuyện vui, mình đem cái nỗi tâm tư của mình tới người đó để tâm sự, để chia sẻ. Tại vì ai cũng có cái nỗi buồn, nỗi vui, tìm một nơi nào đó, một khúc cạnh nào đó, hay là bạn bè hay người thân thiết nào đó, chúng ta hãy giải bày. Chúng ta không nên để trong lòng, tại vì để trong lòng mọi thứ chúng ta có một suy nghĩ. Suy nghĩ thì nó rất là nhiều chuyện trong cuộc đời ra, nó không tốt. Nên chúng ta gió thổi qua rồi mà không thể nào bục gió lại được đâu. Chúng ta để tâm mình thanh thản cho nhẹ nhàng thì cuộc sống mình thấy nó có ý nghĩa. Thì cũng cuối lời, cũng con cũng thay lời cho Đại Đức chủ trì, cũng thành kính tri ân đến Đại Đức Nhẫn Sư không ngại đường xá xa xôi, việc Phật sự rất là đa đoan. Mỗi tháng Đại Đức gắn bó đạo tràng của chúng ta luôn luôn về đây những buổi niệm Phật, đi kinh hành, truyền giới, thuyết pháp. Mong quý vị đạo tràng của chúng ta một ngày càng đông, đông hơn nữa, để có được cái một đạo tràng ổn định và lâu dài. A Di Đà Phật. Chúng con cùng thỉnh Đại Đức Nhẫn Sư niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.